Thì sau cái chuỗi video chúng ta học về cái phần JavaScript cơ bản thì hôm nay mình sẽ sang một cái phần kiến thức mới mà nó là đặc thù riêng của JavaScript ha, đó chính là mình sẽ sử dụng cái ngôn lập trình để mình kết nối với HTML. Thì cái phần kiến thức đầu tiên mình học nó có tên là JavaScript DOM. JavaScript DOM thì cái này mình đã nghe được ở bên cái phần kiến thức HTML rồi, đó chính là cái cấu trúc DOM trong HTML ha. Cấu trúc DOM trong HTML thì mình chỉ hiểu đơn giản cấu trúc DOM trong HTML chính là cái cấu trúc HTML của mình thôi. Mình hãy lên trên Google để mình gõ này là cấu trúc DOM trong HTML thì nó sẽ khác với cái việc mà mình hiển thị ở trong cái file HTML như này. Trong file HTML là mình cũng hiển thị theo cái dạng phân cấp này, trong HTML nó sẽ có thể hit này, trong hit sẽ có body là cùng cấp với thể hit, thì nó được vẽ theo một dạng cây thư mục như này. Thì đây chính là cấu cấu trúc DOM ha. Thì mình thấy là mình có một cái document là cái nút gốc này, từ cái document mình sẽ rẽ tới HTML, rồi từ cái thẻ HTML mình sẽ rẽ nhánh tiếp ra thẻ hit, thẻ body. Thì đây chính là cái cấu trúc DOM. Thì ý nghĩa của cái việc mà mình thao tác với cấu trúc DOM này tức là giả sử như sau này này, mình truy xuất vào cái phần tử HTML này thì từ HTML này mình có thể tìm những cái phần tử khác liên quan. Thì xét về mặt tư duy trong JavaScript để khi mình kết nối với HTML thì có rất nhiều ví dụ, một điển hình ví dụ như là thằng Bootstrap này, nó sẽ tương tác rất là sâu về HTML của mình ha. Mình có thể thay đổi rất nhiều thông tin ở đây, ví dụ như thay đổi class này rồi truy cập vào được cái thuộc tính của nó. Thì lúc mà mình học HTML á, thì những cái thuộc tính của một phần tử thì thường mình chỉ sử dụng các thuộc tính có sẵn thôi, ví dụ như là thẻ A thì mình thấy là cái thuộc tính có sẵn chính là href. Href rồi thẻ hình ảnh, cái thuộc tính có sẵn của nó là sụp đó, đây src. Thì đây là những cái thuộc tính có sẵn mà HTML nó cung cấp cho mình, nó có một cái chức năng riêng biệt của nó rồi. Tuy nhiên một phần tử như này á, mình hoàn toàn có thể tự thêm một cái thuộc tính mới, tự mình quy định luôn. Ví dụ như đây là một cái link ha, link Google này, thì mình hoàn toàn có thể thêm vào đây một cái thuộc tính của mình, my attribute bằng đó là dấu thăng. Rồi mình run lại cái HTML ha, thì mình thấy là cái trang web của mình nó vẫn chạy bình thường ha. Đây là một cái thuộc tính mình tự đặt tên, tự quy định giá trị luôn. Thì đối với những thuộc tính tự đặt tên và tự quy định giá trị như vậy á, là mình phải tự quy định cái tính chất và cái ý nghĩa của nó luôn. Ví dụ như tính chất của href và ý nghĩa của nó là link sang một cái trang mới, thì cái chỗ này mình phải tự code cái việc đó, mình tự quy định. Thì ví dụ như Bootstrap các bạn thấy nè, điển hình nhất là cái dropdown này đi, mình sẽ chuột phải inspect element để xem lại cái cách hoạt động của nó ha. Rồi hiện tại thì nó đang có là drop up nhưng mà đúng của nó là drop down ha, đúng là drop down. Mình sẽ tìm hiểu cái drop down trước. Drop down là cái menu đa cấp nó sổ ra như vậy thôi. Thì mình sẽ xem cái hoạt động của nó trên đây đi. Rồi lên lại cái đó. Đây thì các bạn để ý này, trong cái phần này nó giống như cái phần menu đa cấp mình đã học rồi, nó có một cái thẻ UL, một cái phần bên ngoài cái bao như này. Thì theo menu đa cấp hôm trước mình học là mình có cái UL đây, mình có cái UL, xong mình trong UL có cái thẻ A, đây là link này, xong ở dưới link sẽ có một cấp thứ hai UL tiếp theo, và trong này lại là LI và A. Đây sẽ là LI ha, A ở trong LI này, và cái UL này nằm bên trong cái LI. Đó, thì đây là cái cấu trúc menu đa cấp mà hôm trước mình đã học. Bạn thấy cái cấu trúc này nó sẽ tương đồng với cái dropdown ha. Cái LI này của mình đó, nó chính là cái gì? Nó chính là cái div bên ngoài này nè, là cái div drop up đây. Còn cái nút nhấn này nè, button này nó sẽ đóng vai trò giống như là cái thẻ A của mình. Đó, và cái UL ở cấp bên trong nó chính là đóng vai trò của thằng drop down menu ở dưới đây. Đó, drop down menu ở dưới đây. Thì xét về mặt hoạt động JavaScript á, các bạn để ý nha, khi mình click chuột vào cái nút này, khi mình click chuột vào nút này thì bạn thấy nè, cái thông tin ở đây nó sẽ thay đổi nè. Ở đây thằng Bootstrap nó cung cấp cho mình một cái thuộc tính có tên là đây, attribute expanded này, bằng true. Thì cái này nó sẽ tự quy định ha, true hoặc false là mình đã học rồi, trong JavaScript cơ bản nó chính là cái kiểu dữ liệu boolean đó. Thì nó sẽ tự quy định true tức là cái menu nó đang sổ ra, hay nó khác là cái drop down nó đang sổ ra.
Còn nếu như nó là phone á, thì cái drop down nó sẽ hiện để nó sẽ mất đi. Tương tự ở đây, khi mình click chuột vào thì nó sẽ thêm cho mình một cái class là open. Vậy thì khi mình học về Bootstrap 3 mình đã biết rồi, cái phần hoạt động của thằng này á, nó chỉ đơn giản là bắt cái sự kiện click của người dùng và sau đó thêm class hoặc là remove class tùy vào thời điểm khác nhau thôi, và thay đổi luôn cái thông tin này. Còn lại cái việc ẩn hiện hay không á, là do CS nó nhúng tay vào ha. Các bạn để ý nè, khi mà không có cái class open đó thì thằng này nó sẽ có display none ha, display là none thì mất đi. Vậy thì khi mà JavaScript nó thêm cho mình một cái class open đó, thì thằng người ta sẽ viết sẵn cho mình một cái đoạn code CSS, đó chính là từ cái class open nó đi vào trong cái drop down menu, nó sửa lại CSS thành display block đó. Nói chung là vai trò JavaScript trong đây nó chỉ đơn giản là thêm và xóa class thôi, và sửa và xóa cái attribute thôi. Còn cái việc hiệu ứng ẩn hiện như thế nào á, là do nó kết hợp với CSS. Cho nên là khi mình học về JavaScript đâm á, là mình sẽ học cái cách để mình can thiệp sâu vào cái cấu trúc HTML. Can thiệp sâu vào cấu trúc HTML. Thì khi học cấu trúc đâm mình có thể làm được những cái gì? Xin liệt kê đây ha. Liệt kê bên đây. Nhất là mình có thể thay đổi được class này. Thay đổi thì có thể nó thêm thêm và xóa. Đó. Thứ hai là thay đổi attribute. Ha. Sửa, chỉnh sửa đó. Đó là thay đổi attribute, hoặc là thêm mới một cái attribute khác cho một cái phần tử. Đó, thêm mới. Rồi có rất nhiều cái ha. Cái thứ hai mình có thể bắt được cái sự kiện click chuột của người dùng này. Đó, và tất từ những cái thứ này mình có thể làm hiệu ứng động ha, làm hiệu ứng động, là hiệu ứng động cho phần tử đó. Rồi mình có thể làm vụ việc là mình thêm một cái phần tử mới được ha, thêm một cái phần tử mới gắn vào trong cấu trúc HTML. Thì cái việc thêm phần tử mới này mình có thể ví dụ một cái trường hợp của thằng Bootstrap này, đó chính là cái boot bên JavaScript mình có một cái chức năng là cái model đây. Thì cái model này là nó có chức năng là khi mình click chuột vào cái nút á, thì nó sẽ hiển thị ra cho mình một cái hộp thoại như này. Thì mình sẽ thử coi cái cách nó hiện thực như nào ha. Đầu tiên các bạn thấy nhìn rõ cấu trúc đâm của mình thay đổi cái gì nha. Khi mình click chuột vào á, thì đầu tiên bạn thấy là cái body nó sẽ thêm một cái class là model open. Đó. Rồi khi tắt đi thì nó sẽ mất đi cái class là model open. Đó là cái thứ nhất, là cái thay đổi đầu tiên là thay đổi class này. Tương tự các bạn để ý ở phía cuối của body nha, phía cuối của body khi mình click chuột vào á, nó sẽ thêm mới cho mình một cái div, mà cái div này hoàn toàn trước đó mình chưa có ha, nó thêm mới vào. Thì cái div này có chức năng là tạo ra một cái lớp filter ở phía sau thôi, ví dụ đây cái lớp màu đen này nè, mình chữa thành màu đỏ đi, nó chính là cái lớp nền phía sau này đó. Thì đó là do JavaScript nó can thiệp sâu vào cấu trúc đâm, nó thêm vào một cái phần tử như này. Và từ cái phần tử này á, người ta viết sẵn một số đoạn class nhất định ha, để xét cho nó. Ví dụ người ta tạo một lớp màu đen. Lớp màu đen này chỉ đơn giản là có cái position fit thôi, là fit cứng. Khi mình scroll lên scroll xuống này thì mình thấy là cái body của mình nó không, nó vẫn giữ nguyên ha. Body nó vẫn giữ nguyên ở cái line demo, chỉ có cái model thay đổi thôi. Đó là tác dụng của phần này, nó sẽ đè lên cái màn hình của mình. Và sở dĩ cái body nó không còn scroll được á, là do cái class open này này, cái model open này nó viết thành là overflow hidden. Nếu như mình không có dòng overflow hidden này á, thì bạn thấy là mình sẽ có hai cái thanh cụ. Thì cái mục đích của class model open này để cho cái body của mình không có chạy được thôi này. Ví dụ như body hiện tại mình đang chạy bình thường đúng không, nếu mình thêm vào đây là overflow hidden đó, thì bạn thấy cái thanh body của mình nó sẽ không cuộn lên cuộn xuống được nữa nha. Nói chung là cái việc ẩn hiện là cũng do CS thôi, do CS. Thì bạn thấy là làm sao nó sẽ trượt từ trên xuống. Thì trượt từ trên xuống rất đơn giản, mình đã học về hiệu ứng trong CS rồi. Nó trượt từ trên xuống như vậy là do transform và transition thôi. Đây, bạn coi trạng thái đầu tiên này. Trạng thái đầu tiên
cái train form á, nó sẽ có là trừ 32 đây, à trừ 25%, trừ 25% đó, train form trừ 25 ha. Khi mà nó có cái class là in á, thì nó transform về lại không, thì mình sẽ có được cái hiệu ứng là trượt từ trên trượt xuống. Còn cái việc trượt như thế nào á, là do transition đây này, do transition ở đây nó trượt trong vòng 0.3 giây. Vậy thì cái phần hiệu ứng trượt nó không liên quan thì gì tới JavaScript hết nha. JavaScript nó chỉ bắt sự kiện open thôi, và thêm vào đây class in. Đây bạn thấy không, click vào thêm class in này, click vô thêm class in, thì từ cái class in á, nó sẽ có cái phần, nó còn sẽ có cái phần transform ở đây. Thì cái phần transform này nó viết sẵn nè, nó viết sẵn là chỉ khi nào có cái class in đó thì nó mới chạy thôi. Còn nếu như mà không có class in thì nó sẽ là 25%. Đó, thì đó là một số cái tư duy mình có thể làm ha. Mình có thể tạo thêm một phần tử mới luôn. Đây chỉ là một trong số rất nhiều cái việc mình có thể làm được thôi. Thì giống như trong mình học CSS, để có thể làm được những việc này á, thì mình phải biết được là mình áp dụng, phải xác định được nè, mình áp dụng cái công việc trên cho cái phần tử nào, đúng không? Cho phần tử nào, giống như việc mình đi viết CSS á, khi mình viết CSS, ví dụ như hôm nãy mình đã viết sẵn cho cái container, mình muốn cái đoạn code CSS này này nó tác dụng với container thôi, thì đây là mình đang sử dụng selector đúng không, mình truy cập vào cái container. Tương tự trong JavaScript cũng vậy, mình muốn có thể mình muốn làm được thao tác này á, thì bắt buộc mình phải thông báo cho JavaScript biết, hay là khai báo cho nó biết là mình áp dụng cho những phần tử nào. Thì đầu tiên mình sẽ học cách truy xuất phần tử này, phần tử bằng JavaScript, mình phải truy xuất vào được nó cái đã, rồi sau đó mình mới làm những thao tác trên. Thì trong JavaScript mình có rất nhiều cách truy xuất. Cái thứ nhất này, mình truy xuất bằng ID này, ID của phần tử này đó, hoặc là mình truy xuất bằng class này của phần tử này, rồi mình truy xuất bằng tên thẻ ha, tên thẻ ví dụ thẻ A này, thẻ body này, vân vân đó. Đó là ba cái điển hình. Ngoài ba cái điển hình trên, mình có thêm một cái nữa, đó là truy xuất bằng selector của CSS. Đó là mình khai báo giống y chang như CSS thôi. Vậy thì bây giờ mình học lần được ha. Đầu tiên truy xuất bằng ID, thì mình sẽ đi từ cái nốt gốc nè, đi từ cái nốt gốc chính là cái document. Đây document này chính là cái nút gốc của tài liệu HTML. Như các bạn thấy hồi nãy là mình coi cái màn hình, đây là cấu trúc đâm nè, cái document nó đóng vai trò là nốt gốc ha. Từ nốt gốc này mình sẽ truy xuất vào những hàng con đó, truy xuất vào những hàng con, thì mình sẽ chấm này, document nó là một object ha, một object, mình sẽ chấm tới cái method của nó. Nó đã có sẵn cho mình một số cái method nhất định của cái object này rồi. Mình sẽ chấm tới cái thằng là get element by ID. Đó, get element by ID. Thì bạn thấy là mình sẽ tập làm quen với cách đọc đây ha. Get element by ID á, thì nó sẽ truyền vào một cái element ID có kiểu dữ liệu là string. Và cái method này này, sau khi được thi xong á, nó sẽ trả về cho mình một cái HTML element. HTML element. Ok. Bây giờ mình sẽ thử ha. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái div có ID là demo. Ở trong này chỉ là ID demo thôi, một cái là một cái đoạn text nhất định như này. Thì bên trong này mình sẽ tạo ra một cái biến để lưu cái element này lại ha. Và demo ID bằng, ở đây mình sẽ truyền cái tên ID đó vào. Tên ID trong trường hợp này chính là ID demo. Thì ở đây mình sẽ truyền demo. Rồi, sau khi tạo một biến xong thì mình sẽ console.log thử ha, cái demo ID này nó là cái gì. Rồi, run lại. Thì bạn sẽ thấy là đây mình sẽ lấy ra được cái phần tử này. Thì sau này á, mình sẽ có những cái hàm thao tác với phần tử đó, thì mình sẽ lấy cái phần tử này làm gốc ha. Tại vì nó tư duy theo hướng đối tượng mà. Mình coi như cái ID này là một đối tượng. Mình muốn thêm sửa xóa class hay là thêm sửa xóa những thông tin khác của đối tượng này, thì mọi thứ mình sẽ đi từ cái biến demo ID được lấy ra từ cái document get element by ID. Thì theo tiếng Anh get là lấy đúng không? Còn element chính là phần tử, by là bằng, bằng ID này tách ra như này. Nó tạo tên rất là tường minh cho mình dễ hiểu ha. Đó, ok nhất. Cái thứ hai là truy xuất vào class này. Truy xuất vào class thì mình sẽ tạo nhanh
nhiều class như này, body control D ha. Thì theo cái nguyên tắc của HTML các bạn đã biết rồi, ID á, là duy nhất, cái tên này là duy nhất, còn class thì có thể là nhiều. Cho nên khi mà nó xuất hiện cái việc mà có nhiều phần tử thì nó sẽ đụng tới cái khái niệm là array, hay nói cách khác là mảng trong JavaScript. Thì cái này mình phải có cái kiến thức mảng ha. Nếu các bạn nào chưa coi kỹ thì nhớ coi lại cái video trước nha. Thì trong đây rất là dễ, mình cũng tạo ra một cái biến là demo class bằng document chấm get element by class name. Đây thì cái get element by class name này các bạn thấy là cái mô tả của nó này, nó là cũng là một cái method. Method này nhận vào một cái giá trị class name có kiểu dữ liệu là string, và nó sẽ trả về cho mình một cái HTML collection of element. Nó khác với thằng trên ha. Thằng trên này á, nó trả về những cái gì? Thằng trên này nó trả về cho mình một cái HTML call element thôi. Đây, trả về HTML element. Còn phía dưới này, nó trả về cho mình một cái HTML collection of element. Hay nó khác gì ra tiếng Việt thì mình có thể là đây là một tập hợp này. Tập hợp. Collection là tập hợp ha. Tập hợp nhiều cái phần tử HTML. Đó, còn đây là một phần tử HTML ha. Cũng phân biệt rõ nha. Thì cái việc này nó cũng được đánh dấu thông qua cái tên này. Các bạn thấy là đây get cũng là get, cũng là lấy này. Tuy nhiên cái element nó lại có s. Cái element trên này không có s nha. Không s tức là một thôi. Còn có s tức là nhiều. Thì mình sẽ get nhiều element bằng cái tên class của nó. Ở đây mình cũng tên là demo này. Cũng tên là demo ha. Ở đây mình sẽ console.log cái demo class này ra. Rồi, run lại. Thì các bạn thấy này, ở trên là element ha, HTML element, còn ở dưới này là HTML collection. Thì nhìn cái hình dạng của nó, các bạn thấy nó giống với mảng đúng không? Giống với mảng. Là bởi vì nó cũng có cái thuộc tính là len này. Tại vì thằng này mình cũng coi như là một cái object nha, nó cũng là một object. Cái thuộc tính nó có là len. Và mình cũng có thể truy xuất bằng những cái index như này. Ví dụ mình truy xuất vào phần tử đầu tiên thì mình sẽ ghi là demo class 0 tương tự demo class 1, hoặc là cái len của nó bằng console.log này. Cái len len của cái demo class bằng chấm len. Đó, y chang thao tác với mảng. Ok, lên lại. Thì đây mình cũng có thể truy xuất được vào cái phần tử thứ nhất. Các bạn để ý là khi mình rê chuột vào á, cái phần tử trên HTML nó sẽ bôi đen luôn, thấy không? Giống với cách mình inspect element mình bên đây không? Hoàn toàn đúng không? Ở đây mình cũng có thể inspect element y chang này. Đó. Thì trong cái tab element này nó cũng còn console.log ra những cái đoạn đó thôi. Nó còn cho console.log ra cấu trúc thư mục của element bên đây cũng vậy. Thì mình biết đây chính là cái phần tử thứ hai, demo thứ hai này. Cái phần tử thứ hai được truy xuất bằng cái index là 0 và 1, 0 và 1. Đó. Rồi. Còn đây là cái len. Len này bằng 4 này, thì mình có thể dựa vào cái len này để mình chạy vòng for ha, để mình chạy vòng for. Thì có một cái lưu ý đối với HTML collection đó là các bạn thấy nó sẽ có cái từ HTML collection ở đây. Nó sẽ khác với mảng đúng không? Cái mảng bình thường của mình là gì? Mình sẽ comment lại những cái dòng này này. Cái mảng bình thường của mình đó là nó sẽ hiển thị như này. Dụ array 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Rồi, lưu lại. Đây chính là mảng bình thường là array. Còn cái HTML collection đó, các bạn phải hiểu là bản chất của nó không phải là array nha. Bản chất của nó không phải là array. Nó chỉ là một cái dạng gần giống array thôi. Gần giống array được hiển thị ở cái việc là cũng có len và cũng có thể truy xuất vào từng phần tử. Tại vì nếu như mà nó giống array á, thì mình có thể sử dụng được những cái hàm mà mình đã học. Giả sử như bạn thấy là thằng này nè, mình có thể là chấm push đúng không? Push 5. Và còn sau những lóc lại, push 5 nè, mình lưu này vào một cái array ha. Và array number bằng đó. Nếu như mình ghi là array number push 5 á, thì nó sẽ thêm cái phần tử số 5 vào. Bỏ nó đây đây ha, bỏ nó đây. Rồi, nếu array push 5 nó sẽ thêm phần tử số 5 vào. Thì mình sẽ thấy là cái mạng của mình nó sẽ có là 1 2 3 4 5. Đó là cái hàm hỗ trợ dành riêng cho object array. Tuy nhiên nếu như HTML collection này nè, mình chấm push
chấm push cái gì, push cái số vào chẳng hạn, giả sử như thôi, thì nó sẽ báo lỗi ngay là demo class chấm push is not a function. Tại vì cái method này, mình hiểu cái method của object chính là function thôi, thì cái function đó chỉ dành riêng cho object array. Còn đối với cái demo class đó, nó không phải là object array, cho nên nó sẽ không có chứa cái method này. Và vậy nên các bạn phải cẩn thận ha. Mình có lưu ý đây, lưu ý này. Lưu ý HTML collection đó. À, không phải là array nha, không phải là array. Nó chỉ gần giống với một dạng array thôi. Gần giống thôi, gần giống một đường hiển thị ở việc là nó có len này, có len, có thể truy xuất vào phần tử bằng index. Nó chỉ dừng lại đó thôi, là giống thôi, còn lại nó sẽ không có bất kỳ một cái hàm hỗ trợ nào của array cả. Thì mình sẽ đặt câu hỏi là sau này mình muốn chạy vòng for để mình làm một cái việc gì đó, thì ok không sao, vòng for như này, for var này index bằng không chẳng hạn. Rồi cái index này mình chỉ cần là bé hơn cái gì, bé hơn cái demo class chấm len thôi, và index cộng cộng. Thì từ index này mình hoàn toàn có thể truy xuất được vào cái demo class có chỉ số là index. Đây, mình sẽ ghi chú đây ha, là phần tử thứ y, thứ y chứ là thứ y cộng 1 đó, index cộng 1. Vậy cái đi, mình có thể ghi liên tục ha, index ở đây. Vậy là hai chấm. Đó. Rồi, tạm thời mình comment lại cái dòng push trên này ha. Dòng này là dòng sai cho nên nó sẽ không có chạy. Thì mình sẽ lấy ra được cái phần tử thứ không là thằng này. Phần tử thứ nhất là thằng này. Phần tử thứ hai là thằng này. Và phần tử thứ ba là thằng này. Thì bây giờ nó lại quay trở lại giống như cái thằng này là một cái element thôi. Một cái HTML element thôi. Thì mình muốn thao tác với từng phần tử thì mình phải duyệt vòng for nha. Ví dụ như ở đây mình có nhu cầu thêm một class mới chẳng hạn, thì mình phải duyệt vòng for cho từng phần tử. Vậy thôi. Ok. Còn nếu như mình muốn sử dụng những cái hàm array á, thì bắt buộc mình phải ép kiểu ha. Nếu muốn sử dụng này, những cái method hay là những cái function dành riêng cho array, thì mình phải ép kiểu ha, nhớ nha, ép kiểu nó về array. Thì để ép kiểu được thằng này về array rất là dễ, mình có thể làm như sau, đó là mình dùng dùng cái cú pháp như sau là array chấm from, và mình truyền vào trong đây cái HTML collection. Đó, vậy thôi. Thì chỗ này này, các bạn thấy là mình sẽ console cho log hai thằng. Thứ nhất là console cho log cái demo class ở đây. Thứ hai là mình console cho log cái thằng array chấm from này. Demo class ở đây. Thì mình sẽ thấy cái sự hiển thị của hai cái tính chất khác nhau hoàn toàn. Ở đây là HTML collection, một tập hợp nhiều phần tử HTML. Còn bên dưới này là một array, một mảng nhiều phần tử HTML. Thì từ cái array này mình có thể thao tác bất kỳ thứ gì ha. Ví dụ như mình có thể push thêm vẫn được. Ví dụ thường array này nha. Từ cái array này mình có thể push thêm array from. Rồi mình tạo ra một cái biến đi. Mình tạo ra một cái biến. Và demo class array này bằng. Đó. Thì từ cái demo class array này mình hoàn toàn có thể gọi tới cái hàm push, push vào một cái số 123, à, một cái chuỗi 123, và đây mình console chấm log cái thằng demo class array này ra. Rồi lên lại thì nó sẽ chạy được ha. Nó sẽ có thêm gì, ngoài năm, ngoài bốn phần tử là div này, demo này, mình có thêm cái chuỗi là 123. Đó, nếu mình muốn sử dụng những cái hàm qua array thì bắt buộc mình phải ép kiểu nó về array nha. Chỗ này là cái quan trọng các bạn cần phải lưu ý nè. Ok, đơn giản vậy thôi. Thì cái còn lại rất là dễ rồi. Truy xuất phần tử thì ví dụ đây là truy xuất bằng tên thì dễ ha. Mình sẽ có cái hàm khác thôi. Truy xuất bằng tên nó sẽ là var dip này, dip đi bằng
cũng là document. Chấm get element, nhớ có s nha, by class name, by tag name ha, by tag name. Bạn thấy nó cũng là method nha, nó cũng là method. Thì thằng này mình sẽ truyền vào một cái tên, tên của cái thẻ. Ví dụ mình muốn truy cập vào những thẻ deep thì mình cứ deep thôi. Đơn giản, ở đây còn sao nhiêu lốc nữa. Deep bằng, thì nhớ là cái deep này á, nó cũng trả về cho mình một cái HTML collection nha. Đây, nó cũng trả về cho mình một cái HTML collection. Thì các bạn thấy thằng này nó sẽ hiển thị ra cho mình 6 phần tử luôn, tại vì có thêm cái ID demo và cái class container đây. Bởi vì tất cả những phần tử này đều là deep mà, cho nên nó đều thỏa mãn ha. Container cũng deep này, demo cũng deep này, phía dưới này cũng deep. Tương tự nếu như mình truy xuất vào H1 chẳng hạn, H1 thì ở đây mình sẽ ghi là var H1 bằng document.get element by tag name. Thì mình chỉ cần ba là đủ rồi. Console.log H1 bằng, ok, run lại. Thì đây mình sẽ có cái H1 cũng là một cái HTML collection. Mặc dù nó chỉ có một phần tử thôi nhưng mà bản chất nó là một cái mẹ danh sách có một phần tử ha. HTML collection. Rồi thì mình phải truy xuất được vào cái mình muốn đã thì sau này mình mới có thể làm được ha. Tức là đây, ví dụ như trong trường hợp này đi, người ta muốn là phải truy xuất vào cái nút này cơ. Rồi từ cái nút đó người ta mới làm tiếp được. Thì cái nút này nó sẽ có đặc điểm riêng, ví dụ như đặc điểm riêng của nó là có cái thuộc tính này. Đặc điểm riêng của thằng này á, là có cái thuộc tính data toggle model, nó sẽ lợi dụng vào cái này để truy xuất. Ok. Rồi, đó là ba cái cơ bản, thì mình sọc thêm một hai cái nữa để mình có thể truy xuất được giống này, truy xuất bằng một cái thuộc tính bất kỳ.